Tiệm thuốc Tây Lifetime Value hân hạnh được phục vụ quý vị chăm sóc sức khỏe qua các loại thuốc Tây theo tòa bác sĩ, giao thuốc tận nhà không cần đến tiệm, giá đặc biệt cho bệnh nhân không có bảo hiểm. Trích ngừa quanh năm, có phòng bào chế tại tiệm, nhắc nhở quý vị khi đến ngày lấy thuốc, liên lạc bác sĩ dùng quý vị những loại thuốc cần thiết. Lifetime Value Pharmacy có dược sĩ y tá người Việt Nam, phục vụ cho các bệnh nhân khi về nhà cần sự chăm sóc đặc biệt với các loại thuốc truyền dịch tại gia. Lifetime Value Pharmacy tận tâm uy tín với hai địa điểm: 301 East 17th Street, Santa Ana, 714-862-2470. Địa điểm thứ nhì: 23080 Alexandro Boulevard, Suite 212, Moreno Valley, California, 951-656-7171.